ngôi đình này để thưa anh chị rất là linh thiêng, bởi vì tại đây các cụ có kể lại với con cháu rằng tại ngôi đình này đã chứng kiến 200 người con của làng lên đường bảo vệ tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. Và các thanh niên đi qua 3 cuộc chiến, đó là trải dài từ chống Pháp, chống Mỹ đến chống Tàu, trận trên Vị Xuyên, Hà Giang năm 79. Thì 200 người con đều ra đi từ mái đình này và trở về bình an nguyên vẹn. Lúc bấy giờ trở về chỉ có bác thương binh nhẹ duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp mà thôi. Và đây cũng chính là một địa danh cũng rất là đặc biệt khi ở trên nước Việt Nam chúng ta không có thanh niên hy sinh cho cả ba của chúng ta. Đây là một điều đặc biệt. Và ngoài cái giá trị của tâm linh mà em vừa chia sẻ với đoàn ta ra thì tại đây còn mang cho mình giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng của Nam Việt Nam. Tại nơi đây thì bác của chúng ta đã bàn với Trung ương Đảng và mượn bình làng Kim Long cho bác tổ chức quốc dân hội trong 2 ngày, đó là ngày 16 và ngày 17 tháng 8 năm 45. Để thưa anh chị, ngày hôm đó ta mời về đây được 6 các vị đại biểu để đại diện cho 3 miền của nước Việt Nam. Một số kiều bào ta nước ngoài như là Lào, Campuchia, Thái Lan cũng được cho mời về tham dự quốc dân đại hội. Và ngày hôm đó toàn bộ ô thoáng của đình Tân Trào đều được trang kín bằng vải đỏ, không để thoáng như ngày hôm nay đâu. Còn phía trước mặt em mà con gọi là trái phía tây đấy, thì các vị đại biểu của chúng ta về đây là nghỉ ngơi để chuẩn bị cho quốc dân đại hội. Còn phía bên tay trái đây của em thì mà con gọi là trái phía đông là nơi họp quốc dân đại hội. Và lúc bây giờ thì vẫn là cái sàn đình gỗ như thế này thôi, nhưng các vị đại biểu của chúng ta khi về sự họp thì không ngồi thiệt lên trên sàn đâu, mà trẻ đưa những cái tách đình gỗ thiên mai ra vừa kết lại làm ghế ngồi. Về bên trên cùng kia có treo một lá cờ đỏ sao vàng, còn bên một chiếc bàn chủ tịch. Bác của chúng ta thì ngồi tựa lưng cây cột thứ 2 từ trên xuống lên kìa. Và ngày hôm đó bác trao toàn quyền chủ trì đại hội cho Tổng Bí thư Trường Sinh. Và trong 2 ngày họp thì rất là khẩn trương, nhưng mình đã bầu ra được Ủy ban dân tộc để phỏng hồ 15 đồng chí, để ngay sau khi tôi giành được chính quyền cách mạng về tay thì ngay lập tức 15 đồng chí này sẽ trở thành chính phủ trung ương lâm thời của nước Việt Nam mới để ta trước khi thành lập một chính phủ chính thức. Và đặc biệt tại đây ta đang họp quy định ra quốc kỳ quốc ca cho nước Việt Nam mới, thì cũng chính là hình ảnh lá quốc kỳ và bài quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta đang sử dụng cho đến ngày hôm nay. Và bác của chúng ta được bầu làm chủ tịch nước với tên gọi là Hồ Chí Minh, và phó chủ tịch nước là đồng chí Trần Hưng Hiếu đây chị ạ. Và đoàn ta có thể quan sát của em một chút nhé, bởi vì cái giá theo quyết định Tân Trào đây đoàn ta phải làm dễ không thương. Để chia sẻ với anh chị thì đây là phiến đá thiêng tự nhiên của bà con của đồng bào dân tộc Tày ở đây. Thì ở tại đây vào ngày 17 tháng 8 năm 45 thì bác của chúng ta có thêm cán bộ Ủy ban dân tộc để phóng sức là chính phủ không nhân dân của chúng ta để đọc lời tuyên thệ đấy. Thì ngày hôm đó trời Tân Trào đây lại mưa vô cùng là to, và đường đất các vị đại biểu đi lại trơn lề lội, bác của chúng ta cũng phải đi bộ chân đất chống gậy từ trên lán nhỏ nà nưa nơi là mình vừa dành thời gian để tham quan đấy, để xuống đình Tân Trào làm lễ. Nhưng trước khi bác bước vào khuôn viên của đình, thấy chân tay của chính mình còn bẩn thì bác có đi bộ xuống dòng suối Khuôn Tén ở trước cửa đình để rửa chân. Suối lúc bấy giờ trơn cao và rất là dốc, thì đồng chí Nguyễn Lương Bằng, sau này ông trở thành phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là có ý là ra đỡ bác, nhưng bác của chúng ta đã từ chối và nói rằng là tôi không sao đâu, chú Bằng cứ lên đi. Sau đó bác lên đứng trước các vị đại biểu và đứng cạnh phiến đá là mới được triệu tập từ khắp mọi miền tổ quốc về đây. Thì đã nghĩ đơn giản rằng là bác của chúng ta khi đọc tuyên thệ một nghi thức đặc biệt quan trọng quốc gia như vậy thì bác sẽ chọn vị trí để đứng hẳn lên trên mặt phiến đá kia để cho không khí dễ dàng được trang nghiêm hơn. Nhưng bác của chúng ta có một đặc điểm anh chị ạ, đó là người với cương vị một lãnh tụ bận trăm công nghìn việc như vậy, nhưng đến bất cứ một mảnh đất nào thì bác vẫn thường tìm hiểu về phong tục tập quán, về tín ngưỡng, về đời sống của bà con ở đấy. Và bác của chúng ta trong thời gian hoạt động cách mạng tại đây chỉ đạo tổng khởi nghĩa năm 45 thì bác đã biết là bà con coi cái phiến đá này nó như một cái mâm thiêng của trời, tức là trước khi mang đồ cúng tế vào trong đình thì bao giờ bà con người Tày ở đây cũng đặt đồ tế lễ lên phiến đá đó trước để tạ ơn trời đất thần linh, sau đó mới mang vào trong đình Tân Trào là chí là đứng thẳng lên trên mặt phiến đá kia để cho không khí dễ dàng được trang nghiêm hơn. Nhưng bác của chúng ta có một đặc điểm anh chị ạ, đó là người với hương vị một lãnh tụ bận trăm công nghìn việc như vậy, nhưng đến bất cứ một mảnh đất nào thì bác vẫn thường tìm hiểu về phong tục tập quán, về tín ngưỡng, về đời sống của bà con ở đấy. Và bác của chúng ta trong thời gian hoạt động cách mạng tại đây chỉ đạo tổng khởi nghĩa năm 45 thì bác đã biết là bà con coi cái phiến đá này nó như một cái mâm thiêng của trời. Tức là trước khi mang đồ cúng tế vào trong đình thì bao giờ bà con người Tày ở đây cũng đặt đồ tế lễ lên phiến đá đó trước để tạ ơn trời đất thần linh, sau đó mới mang